Khi ấy, các môn đệ đến bên Chúa Giêsu mà hỏi rằng: "Thưa Thầy, ai là kẻ lớn nhất trong nước trời?" Chúa Giêsu gọi một trẻ nhỏ lại, đặt nó giữa các ông mà phán rằng: "Thật, Thầy bảo các con, nếu các con không hóa nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào nước trời. Vậy, ai hạ mình xuống như trẻ này, người ấy là kẻ lớn nhất trong nước trời." Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa cha giám đốc Học viện Thần học VND, kính thưa quý cha đồng tế, kính thưa quý chức Hội đồng Hương Giáo xứ An Lạc, kính thưa quý cộng đoàn, cũng như đặc biệt là ban kim nhạc rất thân mến. Hôm nay còn diễm phúc được chia sẻ lời Chúa, nhưng mà ngắn thôi. Lúc nãy anh Thuyên nhắc con, kêu lát nó khoảng chừng 7:30 là giáo xứ đã trầu thánh thể rồi, nên cha giảng ngắn ngắn thôi, cho nên vì thế thằng không dám giảng dài. Giảng dài sợ mọi người ngủ gật thì chết. Ok. Vậy thì hôm nay con kính xin quý cha, quý cộng đoàn cho phép con được chia sẻ một chút ý tưởng với đặc biệt là ban kim nhạc và cũng như gia đình, vợ hoặc chồng, con cái của ban kim nhạc. Bởi vì sao? Bởi vì con cũng được cha giám đốc cộng đoàn, với lại cộng đoàn cũng đồng hành với con qua 3 năm để mà đồng hành với cái nhóm ban kim nhạc của chúng ta. Ngót nghét được 3 năm rồi đấy. Anh em thân mến, một điều mà cha muốn hỏi anh em, anh chị em, để có chị nữa. Lý do nào mà ban kim nhạc chúng ta chọn Thánh Martino làm quan thầy bổn mạng? Rồi, ok. Đó là hy sinh, yêu thương, phục vụ. Tuyệt vời. Vậy thì xin cộng đoàn cho ban kim nhạc một tràng pháo tay thật lớn để mừng lễ hôm nay. Bởi vì họ đã nhận ra được điều đó. Nhưng thưa quý cộng đoàn, tại sao ban kim nhạc lại chọn Thánh Martino mà không chọn thánh khác? Mà tại sao Thánh Martino lại sống được cái đời sống khiêm hạ, kiên nhẫn, hiền hòa, rồi yêu thương, phục vụ? Tại sao? Chúng ta lại quay về một chút nữa. Bởi vì Thánh Martino đó, cả cuộc đời của Ngài, Ngài đã yêu mến Chúa Giêsu. Đặc biệt, cách riêng đó là Chúa Giêsu bí tích thánh thể trong thánh lễ hàng ngày. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, thank you.
chất để đứng quốc kỳ. Cái thứ tư là đó là người chồng, người vợ, người con. Tại sao họ làm được cái điều đó? Chắc chắn là qua sự khích lệ của cộng đoàn chúng ta. Điều thứ hai, họ đang đi trên con đường nhân đức mà Thánh Martino muốn họ sống để hướng về cái sự yêu thương phục vụ cho nhà Chúa, cho cộng đoàn. Một điểm mà chúng ta dọi chiếu một chút đó là Thánh Martino đó, khi mà cả nhà dòng á, trong cộng đoàn á, thiếu thức ăn, nói chung là túng bấn lắm rồi, thì nói là thôi giờ mình tìm cha bề trên á, nói rằng thôi giờ coi thử trong nhà có gì quý giá đem bán đi để lấy tiền nuôi anh em trong nhà. Mọi người biết Thánh Martino nói sao? Cha bề trên ơi, để mấy vật dụng đó lại đi, bán con làm nô lệ để lấy tiền nuôi anh em của mình. Từ hình ảnh hy sinh này, có lẽ rằng ban kim nhạc của chúng ta, từ vợ, từ chồng, từ con, họ đã bán tất cả những gì mà họ cảm thấy được rằng là phải để cho chồng của mình, phải để cho vợ của mình yên tâm đi từ 60 cây số, hoặc là đi từ ở bên Cần Giờ chạy qua bên Thủ Đức để mà học mỗi một tuần một buổi hòa kèn. Rõ ràng rằng là họ đang sống trên con đường nhân đức của Thánh Martino. Và đồng thời thấy được rằng anh chị em ban kim nhạc của chúng ta dành biết bao nhiêu tâm huyết, và con tin chắc rằng không tránh khỏi những điều phải nói rằng là đôi khi cũng cãi vã trong đời sống vợ chồng, hoặc đôi khi cũng cãi vã ở trong ban kim nhạc của chúng con. Nhưng rồi sao? Điều gì làm cho cái sự tranh luận ấy, cái sự bất đồng ấy nó được hòa giải? Con thiết nghĩ họ đang sống ở trong một mối phúc, đó là mối phúc tình yêu. Bởi vì không có tình yêu thì chắc chắn Thánh Martino sẽ không là thánh. Và không có tình yêu thì chắc chắn trong đời sống của anh em ban kim nhạc của chúng ta cũng sẽ không dễ dàng vượt qua được những lúc thăng trầm đó. Bởi vì sao? Bởi đôi khi mọi người biết rằng là về nhà bà xã kêu mới về lại đi nữa rồi. À, còn ông xã kêu bà ơi, bà ở nhà bà lo cơm nước dùm tôi cái, bà cứ cầm cái kèn mà đi làm cái gì. Quả thật thấy không đó, thấy cái mấy bà cười cười đó, à, mấy ông cũng cười cười đó, à, chắc chắn. Nhưng mà rõ ràng rằng là biết chồng hoặc vợ của mình đang tập luyện để hướng về mục đích đó là, đó là phục vụ cộng đoàn, đó là phục vụ cho hội đồng hương giáo xứ An Lạc của chúng ta. Tuy họ chỉ là một thân phận ở trong giáo xứ An Lạc thôi, nhưng mà họ làm vì điều gì? Vì danh lợi ư? Tiền bạc ư? Không có đâu. Chúng con sống với nhau 3 năm rồi, à, chúng con còn cũng đến thăm nhà từng anh em, tuy chưa hết, bây giờ năm nay hơn 60 cây rồi, 60 gia đình rồi, à, con mới đi khoảng chừng gần nửa thôi, chưa tới nửa. À, thì đến nó cũng mới thấy được rằng là họ sống tinh thần của Thánh Martino rất là cao, rất là triệt để. Bởi vì thấy chồng của mình cả ngày đi bán sơn, đi bỏ mối, à, tối về sắt kèn đi tập, nhiều khi thấy chồng của mình cũng mệt mỏi, kêu anh ơi, anh chịu khó đi đi, ở nhà để mẹ con em tự lo được rồi, anh cứ đi đi.
hoặc là vợ ơi thôi được rồi, để ở nhà anh đón con, rước con cho vợ đi học kèn đi. Đôi khi chúng ta có khi nào suy gẫm rằng là họ ngồi họ cười như vậy nào, trong ngày lễ hôm nay của họ được như vậy, nhưng mà những cái ngày tháng mà họ tập luyện thì chúng ta cảm nhận được điều đó hay không? Hoặc là một người chồng, hoặc người vợ, hoặc người con có cảm thấy được rằng mình đặt cái tình yêu thương đó cho người chồng, người vợ của mình để họ toàn tâm phục vụ cho cộng đoàn nhà Chúa hay không? Chúng ta thôi con chia sẻ chút xíu vậy thôi, chứ không dài quá thì trên vì thế một vài điểm tí vậy, để chúng ta thấy được rằng là Thánh Martino yêu mến nơi Chúa Giêsu là thầy của mình, và từ đó Ngài đã đem lòng yêu thương những người nghèo khổ hơn. Và anh em trong ban kim nhạc của chúng ta cũng vậy, họ không phải sống cho người nghèo khổ, mà là họ tự nghèo khổ cái tham sân si của mình để mà họ làm giàu cho nhà Chúa, cho cộng đoàn dân Chúa. Đây là một ý nghĩa đích thực mà chính họ đã chọn lựa, chính gia đình của họ đã chọn lựa mà dâng cho Chúa, sống cho Chúa và sống cho tha nhân. Xin Thánh Martino luôn luôn đồng hành với anh em ban kim nhạc và chúc lành cho từng gia đình của anh em. Amen.